danh lam bồ tích bột tòa ngôi cao. Thank you.
Thiên đôi ba cơ linh truyền thiên đôi ba cơ quan tuần bình giờ ngày chẳng sang anh linh trước là bảo hộ thiên đình sau ra tu chốc ta tinh phép thầy làm cho trần thế biên này ngự lên đồng từ cứu bầy dương gian cứu đâu người đó đi an diệt loài ta quái pháp nhát nhiều bề tuôn mây gió đi về khi chơi bốn phủ một khi đến đây hoàng kỳ sai chân trung cường anh kỳ đem chân chân đông đông phương hải ngoài tam phương ở đỏ đập trời nhất tộc nhất xá và tộc đại xá thì
Tổ
tôn văn lớn tuần ngài hiển hắc ai đang ra tay tế độ trần gian được nhờ. Hiện thân tứ giai hùng hồ, nước vi trời tế độ sinh nhân nâng nước. Đúng 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 ai nổi chất phong vân vân thương đồng ban phép giúp dân dân quan trừ ta. Lòng lòng hà dầu ai vật hạn vẫn chưa qua kêu oan để ngũ thì bệnh tà dốc một lòng ơn đấng vạn bội hoặc ai mà nhầm lối chuyên tha là cách trở sang hà tâm cơ chỉ núi núi là bị tan không. Suốt đêm ngày giữ việc thủy cung đội lệnh kiểm chúng ngài cứu hộ sinh nhân ai mà cầu nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Quan Yêm chi tam giới khắc tòa nay về ra tự dưỡng ta nơi bàn đền chữ thập ông biên làm chữ thiên cuồng phù đệ tử được thiên xuân thọ trường. Nguyện tăng phúc trừ tai đồng ra các đệ tử ái ái thịnh cường hai nguyện buôn ban trăm đường tiến tai lưu loát bạc vàng để đà nguyện thứ ba cho tông hậu cập nề cho đệ tử con phú quý lại sang giàu quan độ cho mạnh khỏe sống lâu ơn quan đệ được lúc lâu giàu bền. Tài kim kiếm xanh hàng võ tử đức đức kinh luân ví tựa trường tô phong liêu ba thượng giang hồ cầm với nguyện con đỏ ngày trên sông bóng đức công tung hoành dũng ngược cảnh nón bồng nước nhược đền bồng lá khi chơi bạc chút bạc mai bạc loan tiền ngọc xuống bảy xương ca tuần ngày tạo cảnh vô thiên ba ngàn thế giới dư tiền tiếng quan đệ thì khắp miền đông tây bỗng một trận phóng lôi bao tháp ba quân đều hoảng hốt sợ kinh hỏi ra mới biết quan linh chuyện bay hương an lê trình ở bến sông mời trưởng lão trong vùng thôn xóm ra khấn ngửa xong thì gió đoạn đề thiên
quý linh sự đã hiển nhiên chuyên cho dân xá lập để bế tông. Lòng chầu đo nó nước tuần tranh đùng đùng nổi chân phong vân sai lên đón nước về tranh giang thức thì điều thất anh linh linh pháp thượng xem ba hồi cung quảng an phất phơ bóng thỏ người trần gian không ai tỏ sự tiên xem ba hồi trên ngàn dân văn tiên chín chúa trên ngàn đông đông.